Một làn da body đẹp thì cần phải có những tiêu chuẩn gì? Thứ nhất, đó là làn da trắng mịn. Thứ hai, đó là làn da trắng hồng hào. Và thứ ba, đó là làn da trắng đều màu và không còn vết thâm trên da nữa. Xin kính chào quý chị em cô bác. Như lời hứa thì hôm nay Mỹ Viện Minh Đan sẽ có một clip để review một sản phẩm cực hot vừa mới được ra mắt với phiên bản nâng cấp và cao cấp nhất của Mỹ Viện Minh Đan để đáp ứng mọi nhu cầu của quý chị em cô bác mình. Đó là kem body hai quai trắng hơn gấp 2 lần. Và bây giờ chị Giao và Quỳnh sẽ vừa đưa đến kem vừa giới thiệu cho cả nhà và mình gặp sản phẩm mới này nhé. Mời cả nhà cùng theo dõi. Làm trắng da body toàn thân thì chắc chắn là không còn xa lạ gì nữa với tất cả chị em phụ nữ mình. Và với Mỹ Viện Minh Đan là nơi uy tín chuyên về tắm trắng và kem body làm trắng da toàn thân và rất nhiều chị em cô bác mình biết đến. Và để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của quý chị em cô bác mình, Mỹ Viện Minh Đan đã cho ra đời dòng sản phẩm kem body hai quai này để đáp ứng đầy đủ về chất lượng cũng như là nhu cầu làm đẹp của quý chị em cô bác. Thì một xíu nữa Yến, Giao và Quỳnh sẽ tập hợp dòng sản phẩm body này sẽ biết được công dụng như thế nào và thành phần là những gì nhé. Và với Mỹ Viện Minh Đan luôn cho ra đời những dòng sản phẩm độc quyền và riêng biệt. Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiên cứu kỹ lưỡng trên từng công thức và nhà máy sản xuất riêng biệt được cấp phép của Sở Y tế sản xuất và lưu hành độc quyền tại Thẩm mỹ viện Minh Đan, nên quý khách hàng cứ việc yên tâm về chất lượng nhé. Sẽ đến một nơi để bắt đầu giới thiệu sản phẩm kem body hai quai này đến tất cả quý chị em cô bác mình. Và bây giờ thì Giao sẽ mở hộp kem body hai quai này ra để xem trong đó có những gì. Và cảm nhận đầu tiên khi mình cầm hộp kem body hai quai này lên thì quý khách sẽ cho ngay một điểm cộng vì vẻ đẹp nhẹ nhàng và màu hồng rất bắt mắt và sang chảnh đến từng góc cạnh. Quý khách nhìn xem, đầu tiên đó là chai serum kích trắng màu hồng và đây là bí quyết trắng gấp 2 lần. Và tiếp theo đó là hộp kem body làm trắng da toàn thân không thể thiếu. Và tiếp theo là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như thành phần và công dụng của hộp kem body hôm qua này. Và bây giờ Yến sẽ lấy chai serum cái trắng này để trộn vào trong một củ kem body. Riêng về chai serum cái trắng được Mỹ Viện Minh Đan thiết kế dạng vòi sạch, sử dụng áp suất bên trong đẩy hết lượng serum ra bên ngoài mà không hề bị dính lại trên thành chai nhé. Mời cả nhà cùng theo dõi. Body này dạng lỏng nên khi cho serum kem trắng vào trộn đều sẽ rất nhanh hòa quyện vào nhau và không hề bị quá cục. Và đặc biệt khi thoa lên da sẽ thấm nhanh và đều màu hơn. Đây mọi người nhìn xem, đây là hũ kem body mà Yến vừa trộn ngay đây, rất mịn và đều ạ. Và bây giờ mình sẽ thoa trực tiếp kem body lên tay để cho quý khách hàng mình cùng xem nhé. Cảm nhận đầu tiên là chất kem rất là mát lạnh và đây là dạng kem lotion nên rất là thấm, rất là nhanh thấu vào da. Chỉ sau 5 giây thôi thì kem nó đã thẩm thấu nhanh vào làn da của mình rồi và không có bị vết dính. Là mùi thơm rất dễ chịu, thẩm thấu vào da ngay lập tức và có một mùi thơm thanh thoảng nhẹ nhàng rất tinh tế.
Và đặc biệt hơn nữa, càng sử dụng làn da của mình sẽ càng trắng đẹp. Càng sử dụng làn da của mình sẽ được nuôi dưỡng an toàn và dài lâu. Bất cứ lúc nào quý khách hàng muốn làn da của mình trắng đẹp để diện được những chất đồ mà mình yêu thích thì mình cứ dùng theo ý thích mà không cần phải ngại ngần đồ đen hay là đồ tối màu. Rất tự tin với làn da trắng đẹp của mình. Và bây giờ thì Giang sẽ hướng dẫn cho quý khách sử dụng từng giai đoạn để mình có được một làn da trắng đẹp như ý. Giai đoạn đầu tiên, đối với làn da ngâm đen và không sạm hoặc là da không đều màu thì chúng ta sẽ sử dụng một ngày 3 lần, đó là sáng, trưa và tối. Chuyển qua giai đoạn thứ hai, lúc này da đã trắng lên rồi thì chúng ta sẽ dưỡng lại một ngày 2 lần, đó là sáng và tối. Giai đoạn thứ ba, đó là da đã trắng đẹp hoàn toàn, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn dưỡng duy trì. Thì chỉ cần dưỡng một lần sáng hoặc tối tùy theo sở thích của khách hàng. Còn đối với quý chị em cô bác nào muốn make up da để đi chơi thì chúng ta có thể thoa bất cứ lúc nào mà mình thích, đều tự tin với làn da trắng đẹp. Và đặc biệt hơn nữa, đẹp càng đẹp với combo khuyến mãi hấp dẫn từ kem body High Way thế hệ mới. Khi khách hàng mua 2 hũ kem body High Way sẽ được tặng kèm một tấm sữa Mewbat Midam trị giá 250.000. Thật hấp dẫn đúng không ạ? Đẹp hơn và trắng hơn với siêu phẩm kem body High Way, trắng gấp 2 lần. Và làn da body trắng thì chắc chắn sẽ diện được những chất đồ mà mình yêu thích. Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay siêu phẩm siêu hot kem body High Way này nhé, để làn da của mình trắng đẹp toàn diện. Quý khách có thể inbox hoặc là comment bên dưới để đặt hàng. Chúc quý khách có được một làn da body trắng đẹp mịn màng như ý.